Bây giờ chúng ta mới sang cái phần 3. Tức là trên có gì ạ? Có cái khoảng giữa sàn và gì ạ? Trần. Bây giờ dựa vào định vị thì nó hẹp thêm được nữa. Được chưa ạ? Giữa đối thủ và sàn hoặc đối thủ và trần. Hình dung chưa ạ? Nó hẹp lại được nữa. Và bây giờ từ cái khoảng hẹp đấy, bây giờ chúng ta mới xác định là gì ạ? Giá cụ thể của chúng ta là như thế nào? Được chưa ạ? Định giá cụ thể. Thực ra để định giá nó chỉ có hai cái khoảng thôi. Đấy là giá ở khoảng thấp và giá ở khoảng gì ạ? Khoảng cao. Được chưa? Và để định giá cụ thể thì nó có những cái cách định giá như sau, có những cái chiến lược định giá như sau. Thứ nhất, các bạn có thể định giá theo cách là các bạn cộng thêm gì ạ? Phần trăm gì? Thêm phần trăm lợi nhuận. Nhưng mà lợi nhuận này các bạn để ý nhé, lợi nhuận này phải là lợi nhuận của trung bình gì ạ? Trung bình ngành. Còn nếu các bạn nhiều hơn là hãy cẩn thận. Ở đây có không có nghĩa là sự khác biệt của chúng ta vô nghĩa, mà ở đây có nghĩa là chúng ta đã tính cả gì ạ? Cả cái chi phí về khác biệt lên rồi. Các bạn hình dung ra chưa? Ví dụ này, ví dụ giá sàn của chúng ta là 500k cộng thêm một cái khác biệt của chúng ta, đấy là thêm 200k. Thì ở đây cái giá sàn của chúng ta là mấy ạ? 700k. Đây là giá sàn của chúng ta cộng thêm phần trăm lợi nhuận của gì ạ? Của ngành. Thì nó sẽ ra được một cái công thức cụ thể, ra được một cái giá cụ thể. Hình dung ra chưa? Tức là lợi nhuận chúng ta vẫn đảm bảo là bằng với trung bình ngành hoặc hơn. Nhưng gì ạ? Giá của chúng ta vẫn đảm bảo về cạnh tranh. Đấy là có khác biệt thì giá phải như nào? Hái phải cao hơn. Được chưa? Hình dung ra chưa? Hoặc nếu chúng ta không tính phí về giá, về cái khác biệt đấy, thì chúng ta có thể bỏ luôn cái giá khác biệt. Hình dung ra chưa? Cộng thêm phần trăm lợi nhuận trung bình ngành đấy, thì nó cũng ra được một cái giá. Hình dung ra chưa? Còn công thức của nó, để công thức để tính như cái này thì như sau. Chúng ta có thể lấy một cái công thức cơ bản như thế này. Tức là chúng ta lấy cái chi phí, chúng ta phải lấy được cái chi phí đơn vị. Tức là chúng ta tính được cái chi phí đơn vị, sau đấy cộng cái phần trăm vào thôi. Chi phí đơn vị thì sẽ bằng gì ạ? Bằng chi phí biến đổi. Cái này công thức thôi nha, các bạn chỉ cần ghi vào thôi. Cộng với gì ạ? Chi phí biến đổi cộng với chi phí cố định chia cho gì ạ? Doanh số. Thì nó ra được cái gì ạ? Chi phí biến đổi ở đây là chi phí biến đổi một đơn vị nhá. Các bạn hình dung chưa? Chi phí biến đổi một đơn vị. Ví dụ chi phí biến đổi một đơn vị đấy là 10k cộng với chi phí cố định là khoảng 300 triệu chia cho doanh số là 3.000 sản phẩm, thì nó ra được chi phí đơn vị là bao nhiêu? Hả? Hả? 10.100 à? Hay là 11.000? 11k, được chưa? 3 triệu. 11k này thì bây giờ giả sử như là doanh nghiệp của chúng ta mong muốn lợi nhuận là 20%, thì giá sẽ bằng gì ạ? Giá sẽ bằng gì? 11k cộng với cái gì? Giá sẽ bằng 11k trên gì ạ? 1 trừ cho bao nhiêu? 0,2, đúng không? 10% sẽ bằng bao nhiêu? 11 chia cho 0,8 bằng bao nhiêu? Hả? Bằng A đi. Được chưa ạ? Thì bằng A thì đây chính là gì ạ? Đây chính là giá mà chúng ta đem ra thị trường. Các bạn yên tâm là nếu không có cái khoảng định giá chiến lược này này, nếu không có cái khoảng dựa vào định vị chiến lược này, thì các bạn tính cái này vô nghĩa. Bởi vì các bạn không biết được là gì ạ? Không biết là giá có đúng hay không. Hình dung ra chưa? Nhưng có cái khoảng định vị chiến lược đấy rồi, cho nên là định giá ở đây rất an toàn. Ít nhất là khoảng 20% là cứ lợi nhuận là 20%. Ra là kiểu gì cũng có người mua. Hình dung ra chưa? Nhưng mà nếu không có cái khoảng định giá chiến lược này thì gần như là vứt đi hết. Thứ nhất là định vị của chúng ta sẽ sai. Cái thứ hai là không biết khách hàng có mua hay không, sản phẩm có tương xứng hay không. Hình dung ra chưa? Thì đấy là một cách là thêm lợi nhuận vào.
Còn một số cách nữa như là chúng ta sẽ định giá theo cách là thêm gì ạ? Bây giờ thêm trên cái vốn đầu tư, tức là tính theo lợi nhuận trên cái vốn đầu tư. Cách này là cách mà để cho chúng ta định giá theo cái việc là nhà đầu tư họ đầu tư cho chúng ta và họ mong muốn là bao nhiêu lãi trong một năm. Ví dụ nhà đầu tư mong đầu tư khoảng 1 triệu đô và họ mong muốn là lợi nhuận là 20% trong một năm. Thì đấy là lợi nhuận gì ạ? Mong muốn trên 1 triệu đô. Hình dung rồi chưa? Thì chúng ta cũng tính ra được cái gì ạ? Tính ra được cái lợi nhuận như cái công thức này. Ok. Có một cách, có một số cái cách để định giá cụ thể nữa. Đấy, chúng ta có thể theo, đấy là định giá theo gì ạ? Định giá theo điểm hòa vốn. Điểm hòa vốn là điểm gì? Điểm hòa vốn là điểm lợi nhuận chứ, đúng không? Điểm hòa vốn là điểm mà ở đó doanh nghiệp bán được từng đó doanh số thì gì ạ? Lợi nhuận sẽ bù lại bằng gì? Bằng chi phí, được chưa? Chúng ta sẽ có cái cách để định giá bằng điểm hòa vốn như sau. Chúng ta sẽ xem là cái điểm hòa vốn sẽ được tính như nào. Điểm hòa vốn thì sẽ bằng cái gì ạ? Chi phí cố định chia cho gì ạ? Giá trừ cho gì ạ? Trừ cho chi phí biến đổi trên một sản phẩm, đúng không? Nó sẽ ra được một cái điểm, người ta gọi là ra được một cái gì ạ? Cái doanh số gì ạ? Doanh số hòa vốn, đúng không ạ? Và đây cũng chính là cái mục tiêu của marketing. Ban đầu ít nhất chúng ta phải bán được từng này với một cái mức gì ạ? Một cái mức giá. Bây giờ chúng ta sẽ ra được một cái bảng. Chúng ta sẽ ra được một cái bảng, bên này là giá và bên này là gì ạ? Doanh số gì ạ? Hòa vốn. Ví dụ cái mức giá chúng ta đặt là gì ạ? 100k thì doanh số hòa vốn là gì ạ? 2.000 sản phẩm. 120k thì là gì đó? A, tôi không tính được cụ thể. Chứ 200k thì nó là B. Hình dung chưa? Thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta cũng có thể quyết định được giá bằng cách là chúng ta quyết định giá với việc là cái số lượng sản phẩm mà chúng ta có khả năng bán ra. Các bạn hình dung chưa? Ví dụ như số lượng sản phẩm mà nó nhiều quá, tức là giá định một cái mức giá đang hơi gì ạ? Hơi thấp. Vì chúng ta phải bán một số lượng sản phẩm nhiều quá thì khả năng bán của chúng ta sẽ rất là gì ạ? Khó bán. Thì chúng ta có thể nâng lên. Làm sao để cho cái điểm hòa vốn và cái giá này nó như nào ạ? Phù hợp với cái năng lực bán của doanh nghiệp. Được chưa? Thì đó người ta gọi là cách định giá theo điểm hòa vốn. Các bạn hình dung ra chưa?